bắt đầu. Lẹ. Quá hay rồi, gơ lên. Giữ lại, mang đi. Kéo xuống dưới anh Tuấn, anh xuống dưới. Giữ đi. Anh Tuấn xuống dưới đi. Xuống như này. Rồi, được. Rồi, xong rồi. Ok. Chạy. Các bạn hoàn thành thử thách trong vòng 33 giây. Đi, rồi đi. Tại vườn quốc gia Cúc Phương, các bạn sẽ tham gia vào một thử thách có tên là Về rừng. Rồi, về rừng, đúng rồi đó. Các đội sẽ cùng thực hiện một cuộc chạy đua. Trong quá trình chạy đua này, các bạn phải vượt qua được các thử thách trên đường đua mới được chạy tiếp đến và về đích. Để quyết định đội nào xuất phát trước, các bạn sẽ ghép các hình ảnh đúng với tên con vật đang được bảo tồn ở đây. Đội nào ghép đúng hết sẽ xuất phát trước. Đội còn lại sẽ xuất phát sau đội thắng 1 phút. Bắt đầu! Vô! Ủa, anh đợi nào? Gì quá? Tàu lao! Xong rồi. Bên này sai à? Sai luôn. Bảy. Này đúng đâu cô? Bảo liền. Đúng rồi. Xong rồi ạ. Sai tiếp ạ. À? Con đùi con này. Con mới là con đùi. Không, này đúng rồi. Đúng rồi. Cái này sai nè. Đúng chưa? Sai luôn. Đúng rồi. Cái trả này lại. Em này có đầy sai nè, còn những con đầy sai nè. Yes. Lại là Quy. Không kịp đâu. Nhanh lên ekip ơi. Nghệ sĩ chúng tôi phải diễn những cái cảnh mệt mỏi, yếu đuối là quá rồi, quá đủ rồi. Hãy để chúng tôi sống theo cái bản năng của mình, là mạnh mẽ, là nhanh nhẹn đấy. Nè, đây là bông này bị bắt trước nè. Thôi chờ đợi tôi. Ủa, đợi tôi đâu rồi? Đây. Hết sức rồi. Nhanh lên ekip ơi. Nghệ sĩ chúng tôi phải diễn những cái cảnh mệt mỏi, yếu đuối là quá rồi, quá đủ rồi. Hãy để chúng tôi sống thật với bản năng của mình, là mạnh mẽ, là nhanh nhẹn đấy. Kéo anh đi mấy đứa ơi. Nói mai chung à. Đi. Nhanh lên Giang ơi. Ủa gì rít đau hả rít? Thốn. Đáng lắm. Ủa nãy ban đầu chạy chưa cố giờ đi bộ vậy? Mệt. Bên kia chứ cũng giống như mình thôi. 1, 2. Thôi được rồi, cũng bỏ xa mấy người kia. Sao em nghe tiếng của ngừng xa xa vậy ta? Cung cu, chim rừng ca trong nắng. Im nghe. Sao nè? Ve rừng kêu lên miên. Ve kia sao? Chíp. Ủa? Nâng tay nhau trên đường. Tung tăng vui cả ngày tháng, giữa trên giường ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Hai đứa bệnh luôn á. Một đứa hư đầu gối, một đứa hư cái đầu. Khi mình xuất bệnh mà anh em mình cardio mà. Cố lên anh. Anh mệt quá. Ê, phía trước rồi em ơi. Đi, phía trước rồi. Cố lên, nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Tới rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì đây? Tất cả thành viên sẽ uống hết một chai nước ngọt không đường có gas này. Sau khi uống hết, trong vòng 30 giây, không ở sẽ vượt qua. Hết một chai. Chính xác. Wow. Wow. Ê, bên đây anh, chị đồng anh chị. Uống nha.
Trời ơi sao được, anh là chùm ở chương trình làm khó anh rồi. Đừng đừng sao dốc lên Hiếu, từ từ Hiếu. Hồi nãy mình trồng cây gì mọi người? Cây trò chỉ. Đúng rồi, mọi người có biết sự tích cây trò chỉ hay không? Dạ không. Sao ạ? Sự tích là như thế này, ngày xưa ở trên thiên đình, lúc đó có 7 nàng công chúa. 7 nàng công chúa đó mới trốn Ngọc Hoàng Thượng Đế để mà bay xuống trần gian để mà chơi. Trong khi bay qua bay lại trong khu rừng này thì lập tức một cô bị vướng cây váy trên cây, Hả? Sắp kết thúc rồi. Chị xong nha. Qua làng. Em thề cuộc đời em chưa bao giờ em uống chai nước ngọt luôn mọi người. Bình thường là em nhiều lắm em được một hớp, bây giờ em uống hết một chai. Quá trời rồi. Tới rồi. Anh là chùm ở, thông cảm cho anh. Từ từ, đang ghi hình. Tôi ghi nhận nhanh lắm. Từ từ thôi. Đang ghi hình ơi. Đang ghi hình anh ơi, chậm thôi, từ. Chưa xong. Rồi giờ sao? Đó, chương trình là như vậy đó. Xong chưa? Mệt quá. Đội hủy diệt đã thành công. Rồi đi em ơi, Go. Ủa chưa hiểu gì hết trơn nhỉ? Biên tập chạy nhanh lên. Biên tập bắt dò chạy đi, tôi sai sát đích rồi nè. Trời ơi, biên tập cho ca bao nhiêu tiền tập gym. Trời ơi, chết tôi rồi. Bấm vào tôi nha. Anh thì nó nghe rõ nãy. Trước khi đi uống nửa chai nước rồi. Cùng nhau nè. Chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách này. Rồi đi, qua. Rồi. Rồi. Cảm ơn cả nhà. Rồi. Mày ơi. Phải sôi vô trong này. Ê, mình chạy nhanh xíu cái đội kia không? Đi. Chút nữa cho mình ăn nhang đi vô trong kia rồi kiếm cái cây bự. Bây giờ không cố gắng thì đâu còn cơ hội gì nữa. Đúng rồi. Thì bỏ mẹ già chúng ta đó đi. Bỏ mẹ già chúng ta sẽ quay lại rước mẹ. Mình tự đợi rồi. Ôi. Điện động viên. Đi theo mẹ đi. Đi. Mẹ ơi đợi con. Chạy anh em ơi. Thử thách tiếp theo. Ăn sao cho được. Mỗi đội cử hai thành viên, trong vòng 45 giây dùng miệng xé và ăn hết cái bánh là thành công. 3, 2, 1, bắt đầu. Đây. Quá hay rồi, gơ lên. Giữ lại. Em ăn đi, Kéo xuống dưới anh Tuấn, anh Tuấn giữ đi. Anh Tuấn xuống dưới đi. Xuống như này. Rồi, được. Rồi, xong rồi. Ok. Chạy. Các bạn hoàn thành thử thách trong vòng 33 giây. Yeah. Đi, rồi đi. Ê, tắng rồi kìa. Ủa, bên kia đi rồi kìa. Ủa, bên kia đi luôn rồi hả? Thôi, kịp á, mình nhanh lên đi là mình kịp. Bắt đầu. Cắn được. Vô. Rồi. Kể cho nó tét ra. Ê, có chừng rớt cái bánh. Đúng rồi. Ăn đi anh Lâm. Hay quá Lâm ơi. Thử. Rồi. Thời gian hoàn thành của các bạn là 27 giây. Đi. Trời ơi, nhãn hàng bánh ra sợ tôi. Nhãn hàng ơi, tôi muốn em lên xin. Một hai. Nâng cao đùi. Nhớ sắp Phương ơi. Tới rồi. Tới rồi. Anh em ơi. Anh Tuấn ơi. Phải đi cùng nhau mọi người ơi.
Sao anh Tuấn này Tuấn? Anh Tuấn ở sáng rồi, Tuấn ơi. Gì vậy? Dưa hấu hả? Nhiệm vụ của các bạn là ăn 3 miếng còn lại giống như miếng rỗng chúng tôi đã làm mẫu sẽ thành công. Và sau khi ăn xong, các bạn phải giữ miếng dưa hấu đó trên đầu đến cuối cuộc đua. Kìa, bên kia kìa, lẹ đi tới rồi kìa. Rồi, thôi. Đặt hết rồi. Rít ơi, rít ơi. Rít ơi, em từ từ thôi, rít ơi, rít ơi, rít. Em đang bị chấn thương mà, rít ơi. Không à. Giờ cũng ngon rồi đó. Phụ, em ăn hai trái rồi. Anh miệng đã được thừa. Mẹ, ta về trời đây. Ông tiên dưa hấu không? Hãy giúp con. Được rồi. Thôi đổ đồ ha. Hoàn thành. Chị ơi, dạy đây đi chưa? Đội đoàn kết, thành công. Thành công, chạy. Mình sẽ có hai đường đi, bên trái hoặc bên phải. Các bạn chọn bên nào? Phải. Rồi đi. Hồi nãy không đi bên trái thì em có điềm lành hơn. Ở nhà không có tiền mua dưa hấu. Vô đây ăn đứa nửa trái dưa hấu. Từ nay về sau không ăn dưa hấu. Nè, cái này sạch nhất nè, Hiếu. Lên gọi. Đi ăn, đi thôi, let's go. Em, em đẩy sung quá, em đẩy hai trái. Thiệt, tội nghiệp em quá, rớt nước mắt. Quá mệt. Sao giống như mình trước mà mình chọn đường sai vậy trời. Ừ. Chứ hắn mà mình được gì vậy ta? Được tình yêu thương của khán giả. Đúng không? Em gái ổn không? Em mệt á. Anh mệt nha. Anh mệt ha. Mệt là do bụng no á. Hồi nãy nửa trái của em nó cũng ít rồi nha. Mà em ăn không nổi nha. Đâu bằng anh mà. Ý là em ăn được 3/4. Ok. Được em 1/4 còn lời. Rồi ruột anh già em rồi. Anh Tuấn ơi, thì đây là giờ trên xe cái người mà vậy là anh Tuấn rồi. Không có, tại anh ăn nhiều quá, anh đỡ cho các em. Cuối con đường đã có tia hy vọng. À, chạy về. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành chặng đua về rừng. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về cuộc đua này? Dạ man. Dạ, kinh khủng. Dạ man. Quá khủng khiếp. Nóc một chai Coca không cho ở hơi. Ăn cho bánh. Ăn thêm cái bánh. Quất một cái bánh bị giống như là câu mỏ nữa chứ, câu mỏ nhau. Ăn dưa hấu tới cái vỏ. Mà ăn luôn cái phần trắng mà em ghé ăn nhất cuộc đời em. Mà một phù thủy xin ra mất em ăn hết. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.